Hello các bạn, chào mừng đến với Nho Cú. Mình là 7 Bình Bông. Phiên bản 3.6 đã được cập nhật và có rất nhiều những cái sự thay đổi, những sự ưu hóa và những cái update hệ thống ấy nhằm phù hợp hơn với Genshin Impact trong những cái phiên bản hiện tại và từ nay về sau nữa. Vậy thì có những thay đổi gì nó đáng chú ý hay không? Trong video này thì 7 sẽ tổng hợp lại 16 những thay đổi cần biết của phiên bản 3.6 đến với tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Giờ thì chúng ta sẽ đến với intro nào. Số 1 chắc chắn rồi, chúng ta không thể không nhắc đến một cái khu vực mới. Trong map 3.6 chúng ta sẽ có hai khu vực mới, đó là Gvrire Lazava và vườn Farakhkơ. Cái này tôi đọc nó hơi sai sai nhưng mà chúng ta sẽ có hai khu vực mới nha các bạn. Số 2, chúng ta sẽ có một cái hệ thống mới có tên là Hồ Amrita. Cái Hồ Amrita này nó sẽ cho các bạn cái phần thưởng nguyên thạch miễn phí với 6 level. Các bạn cần phải kiếm những cái tịnh quang vũ để có thể nâng cấp cái level của cái hồ này lên cấp cao nhất. Và video lấy tịnh quang vũ thì bảy tôi cũng đã để ở dưới phần bình luận ghim cho tất cả các bạn rồi nha. Số 3, chúng ta sẽ có hai nhân vật mới. Một là Baiju, một nhân vật mới cầm pháp ký 5 sao. Và số 2 của chúng ta là Cover, đây là một nhân vật cầm trọng kiếm. Và Cover là nhân vật 4 sao. Số 4 là bí cảnh mới. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 bí cảnh mới. Đầu tiên là bí cảnh Cô Sát Thành Đung. Riêng cái bí cảnh này các bạn chỉ cần trên level 22 là các bạn mở được. Còn với hai cái bí cảnh giếng nước rửa tội và cái bí cảnh biển ngầm này các bạn cần phải trên level 40 thì các bạn mới mở được nha. Số 5 của chúng ta sẽ có hai bộ thánh di vật mới. Cái này thì các bạn cũng đã biết rồi. Chúng ta sẽ có một bộ thủy và một bộ HP nữa. Ngoài ra thì bảy tôi cũng cho luôn một cái pháp khí mới, đó là pháp khí 5 sao trấn của Baiju. Nó sẽ tăng HP. Nhiều người bảo là cái pháp khí đấy sẽ dùng cho Kokomi hoặc là Barbara đây mà. Số 6 của chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ truyền thuyết mới của phiên bản 3.6. Số 1 đó là nhiệm vụ truyền thuyết của Nahida. Đây là chương số 2. Tiếp theo là nhiệm vụ truyền thuyết của Baiju. Riêng cái nhiệm vụ truyền thuyết của Baiju thì các bạn sẽ không thể mở được ngay bây giờ, mà các bạn sẽ cần phải đợi phase 2 khi mà banner của Baiju ra mắt thì các bạn mới mở được cái nhiệm vụ truyền thuyết đấy của Baiju nha. Cũng nói luôn phần nhiệm vụ thì chúng ta cũng có thêm cái nhiệm vụ đồng hành của Layla và cái nhiệm vụ chủ đề của phiên bản 3.6, rất nhiều những nhiệm vụ chủ đề cũng như là nhiệm vụ thế giới của 3.6. Số 7 chúng ta sẽ đến với những kẻ địch và sinh vật mới. Kẻ địch mới chúng ta có đầu tiên là boss tuần nguyên liệu của chúng ta đây. À không, không boss tuần. Đây là boss nguyên liệu mới của chúng ta, kẻ rửa tội tàn ác. Số 2 chúng ta sẽ có một cái boss tuần mới các bạn có thể mở ở khu vực này. Đây, chính là con rồng thảo của chúng ta. Số 3 chúng ta sẽ có thêm hai anh Hilichun mới gia nhập nhà Hilichun của chúng ta. Đó chính là hai anh Hilichun lãng khách thủy và lãng khách phong. Ngoài ra có những sinh vật khác như là cá sấu này, như là hổ đột biến ấy, thì hai sinh vật đấy bảy tôi vẫn chưa gặp. Số 8 chúng ta sẽ đến với tất cả những thực đơn mới của chúng ta. Đầu tiên là ở dược sĩ Gui. Tại Li Yue đây các bạn, chúng ta sẽ có công thức của chè trái cây. Số 2 thì các bạn sẽ đến gặp Lampard để lấy công thức số 2 nha. Đây, công thức phết. Và chúng ta cũng có thêm hai công thức khác, đó là món ăn đặc biệt của Baiju và món ăn đặc biệt của Kaver. Baiju thì là chính là cái công thức chè trái cây này mà các bạn vừa mua được ở Gui đấy. Còn Kaver thì tôi vẫn chưa rõ là món ăn gì, chắc là món ăn này. Số 9 là về thành tựu mới, chúng ta sẽ có thêm khá nhiều thành tựu mới có liên quan đến map Subaru mới này, cũng như là một số thành tựu của thế giới muôn màu. Ngoài ra nữa, chúng ta cũng sẽ có thêm được vài cái danh thiếp mới mà các bạn có thể sưu tầm được, như của Baiju, của Cover, của tất cả những thành tựu mà các bạn hoàn thành này, cũng như là của cái nhật ký hành trình mùa này. Số 10, trong quán rượu đuôi mèo chúng ta đã được cập nhật thêm 3 thẻ bài nhân vật mới gồm có Azato, Ito và Chinari. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm những cái thẻ bài khác ở trong tiệm bài của tiểu hoàng tử, các bạn có thể xem ở trong này. Chúng ta gồm có là đây, một thẻ Tây Phong kiếm này, cũng như là một thẻ hỗ trợ để Narukami. Ngoài ra nữa nhá, bây giờ các bạn có thể xem lại cái trận đấu của mình tại cái con mèo hoàng tử này. Vậy thôi, nhưng mà có lẽ là đấu bài là một trong những cái mốt chơi mà nó hơi kén người chơi một chút xíu nhỉ. Số 11 chúng ta sẽ đến với một vài chức năng mở khóa full cấp. Đầu tiên đó là cái cây mơ mộng của chúng ta sẽ mở khóa lên cái level 50. Thứ hai là thất thiệt ấn tượng tại khu vực Sumeru cũng đã mở khóa lên level 10. Đây, sau khi mà các bạn đã dùng cái ấn thảo đấy để mở khóa full 50 level của cây mơ mộng thì các bạn có thể dùng ấn thảo đấy để vào chỗ thương nhân châu báu này, Khalid, mua tất cả đồ của ông này. Nó giống như bên Li Yue và bên Manstart Inazuma thôi, không khác gì cả. Số 12 đó là trong giao diện chat của các bạn đã có thêm một cái set chat mới. Đây, set chat của Deia này, Mika, Sino, Venti, rồi Tainari vân vân ấy, đây là set chat mới của chúng ta. À không, gọi là set chat, gọi là set emoji. Số 13 là trong ấm trần ca, nếu mà các bạn muốn tạo bản sao, đây, thì các bạn có thể là cấp cho những cái người, người ta có quyền hạn, người ta sao chép bản sao đấy, và họ có thể giữ cái bản sao đấy vĩnh viễn và không thể chia sẻ cho người khác.
tức là cái bản sao đấy nếu mà các bạn có chỉnh sửa bất cứ một cái gì thì cái bản sao người ta lưu cái số lại cái lúc người ta lưu ấy thì nó sẽ không thay đổi gì cả. Đây là chỉ dành cho những bạn nào chăm chỉ và thích chơi ấm trần ca thôi nha. Số 14 của chúng ta có liên quan đến cấu hình máy chơi đề nghị. Cái này thì bảy tôi cũng đã làm hẳn một cái video thông báo cho các bạn cái điều này rồi. Tất cả những cấu hình của các bạn từ iPhone cho đến Android cho đến PC thì đều đã được miHoYo nâng cái cấu hình tối thiểu có thể chơi được Genshin mượt mà nhá lên một cái tầm cao mới, và hy vọng rằng máy của tất cả các bạn đều có thể sống sót qua cái đợt này. Nhưng mà bảy tôi đọc trong những cái video mới nhất gần nhất bây giờ thì có khá nhiều bạn cũng đã dừng cuộc chơi rồi. Rất là chia buồn với các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể là chơi bằng nền tảng đám mây như là GearFox Now hoặc là Jaconet chơi cũng được mà nha. Số 15 là một vài cái ưu hóa cần biết. Đầu tiên đó là những cái icon của cây nổ đã được thay đổi nha các bạn. Đây chính là cái icon giao diện mới của nó. Nhưng mà cây nổ thì vẫn không thay đổi bản chất, nó chỉ thay đổi về cái icon thôi. Số 2 là CV lồng tiếng của Chainari đã được thay đổi rồi, bắt đầu từ bây giờ. Số 3 là một số những nhiệm vụ, một số những vật phẩm, một số những cái nhặt đồ mà cần tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn thì đã được miHoYo ưu hóa này cũng như là thêm mới vào nha. Số 16 chúng ta sẽ đến với sửa lỗi cũng như là một vài cái thay đổi hoạt ảnh của một số nhân vật. Đầu tiên là Deluxe ở cung mệnh 4. Nếu mà các bạn có kích hoạt bất cứ một cái gì đấy thì cái âm thanh của game ấy nó sẽ xảy ra bất thường. Nó kiểu rè kiểu đấy. Đây là cái lỗi của Deluxe về âm thanh. Số 2 chúng ta đến với Giao. Lỗi của Giao là lỗi cung mệnh 6. Khi mà cô bé này ném ra cái củ cải siêu to khủng khiếp ấy thì cái củ cải đấy nó sẽ hiển thị to bất thường. Số 3 chúng ta sẽ đến với cả Abedo. Abedo có một cái bug, đó là khi mà các bạn ulti thì cái sát thương nó sẽ hiện ở một nơi, kiểu cái đam ấy, còn cái hình ảnh của cái nộ đấy nó ở một nơi. Đây là cái lỗi rất là hy hữu thôi. Số 4 chúng ta đến với kỹ năng nộ của Goro. Khi mà các bạn ulti nhá thì nó sẽ có 3 cái bàn chân chó, mà khi các bạn ngắm bắn trong cái ulti đấy ấy, nó sẽ tự động nó che cái ngắm bắn của mình và mình sẽ không ngắm bắn được. Hiện tại thì đã khắc phục cái tình trạng này rồi. Lỗi tiếp theo của chúng ta là Mika. Nếu mà các bạn chơi co-op có 2 Mika trong một team, một Mika đang ngắm bắn và Mika còn lại cũng ngắm bắn, nếu một trong 2 Mika có di chuyển cái ngắm bắn đấy ấy, thì cái ngắm bắn của người còn lại cũng sẽ tự động di chuyển. Hiện tại sau phiên bản 3.6, tất cả các lỗi của ngắm bắn Mika đã được khắc phục lại rồi nha. Lỗi tiếp theo của chúng ta là Xiangling. Nếu mà các bạn thả Xiangling là Goba ấy, các bạn thả Goba ra ngoài thì khi có cái hạt giống bung tỏa ở trên đất, Goba thổi cái quả đấy nó nổ, nó sẽ gây ra cái giảm kháng nguyên tố hỏa một cách bất thường. Từ sau phiên bản 3.6, cái lỗi này đã được sửa. Tiếp theo là Zealand. Nếu mà các bạn chạy Zealand, đó là cái E đấy, các bạn chạy gần mặt nước thì cái đồ họa của cái mặt nước cũng như là của đồ họa Zealand nó sẽ có những hiệu ứng bất thường, nó gây ra lóa mắt, thậm chí là nó sẽ bị đi cả cái màn hình ấy luôn. Thì bây giờ từ 3.6, cái lỗi hy hữu này đã được sửa. Tiếp theo là lỗi của những nhân vật mà cầm pháp khí hệ lôi như là Lisa này, như là Yamiko đấy. Nếu mà các bạn nhảy từ trên cao xuống hoặc là các bạn tấn công khí đáp vào mặt nước thì sẽ có khả năng xuất hiện cái điện cảm vĩnh viễn tại khu vực nước đó. Hiện tại ấy, thì cái lỗi này đã được sửa từ 3.6. Tiếp nữa chúng ta đến với Mona. Nếu mà các bạn đánh con bot kẻ lang thang, khi mà các bạn kết thúc cái phase 1 mà các bạn ulti của Mona thì cái lỗi này nó sẽ hiển thị lên là cái đam của Mona nó sẽ ở cái vị trí khác so với cái vị trí của kẻ lang thang. Nhưng trong phiên bản 3.6 này trở đi, cái lỗi hiện đam ở một vị trí khác của Mona đã được khắc phục. Tiếp theo đó là liên quan đến bộ thánh di vật con bạc. Có một số trường hợp mà các bạn thi triển những cái kỹ năng nguyên tố, các bạn giết địch thì nó sẽ không có reset lại cái kỹ năng nguyên tố đấy của các bạn. Nhất là với những cái bạn nào mà dùng bộ con bạc này lại còn đi kèm với cả những cái bộ tế lễ ấy, thì các bạn sẽ có tỷ lệ lỗi này. Nhưng mà từ 3.6 ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng 3 lần e kỹ năng nguyên tố đều được, không sao cả. Tiếp nữa chúng ta sẽ đến với sửa lỗi ở trong cái giao diện nhân vật. Đó là khi các bạn ở trong giao diện nhân vật, các bạn chọn là vũ khí, các bạn chuyển thẳng xuống cái ô tài liệu này thì cái biểu cảm của nhân vật nó sẽ có cái biểu hiện bất thường. Trong phiên bản 3.6 này toàn bộ cái biểu hiện đấy nó sẽ được khắc phục lại và các bạn sẽ thấy cái biểu hiện mặt nó rất bình thường này thôi. Nó mượt mà, nó không bị lỗi gì cả. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài cái sửa lỗi khác liên quan đến quái này, liên quan đến một số cái hệ thống audio này, hệ thống chơi này, rồi là một số những cái lỗi có liên quan đến thánh di vật cũng đã được khắc phục lại. Cái đấy thì nó chỉ là những cái tiểu tiết gân gà, như là chúng ta thay đổi một vài cái tech này, một vài cái tên của quái, tên của nhân vật nó phù hợp với ngôn ngữ của Việt Nam mình mà thôi. Đó, cái đấy thì tôi sẽ không nêu ra ở đây bởi vì nó rất là nhiều. Và bảy tôi cũng sẽ để luôn cái link bản text để các bạn đọc lại toàn bộ những cái update, những cái thay đổi mới nhất của 3.6 nếu mà các bạn thích tìm hiểu. Và lưu ý cho các bạn một điều rằng là cái nội dung update của 3.6 nó rất nhiều, nhất là những cái sửa lỗi này, những cái thay đổi hệ thống. Giờ thì có lẽ là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào cũng như hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.